doanh nghiệp báo lãi tăng cao, cổ cánh phấn khởi, ào ào phi lên. Bức tranh kinh doanh ngày càng được hé mở rộng rãi, những doanh nghiệp dự báo lãi lớn trở thành tâm điểm của thị trường trong phiên giao dịch hôm nay, chẳng hạn như EZE cùng họ hàng VHM, VIC. Hù mo về lợi nhuận của VZE đã kéo cổ phiếu này bật tăng mạnh, ngay từ đầu phiên có lúc tăng gần 5%, kết phiên dù biên độ giảm chỉ còn 2,93% nhưng trở thành động lực kéo cả nhóm bất động sản tăng 1,08%, riêng VHM tăng 2,23%, VIC tăng 1,18%. Bộ ba này đã đóng góp 2,5 điểm cho thị trường, VN Index nhờ đó đã tăng 2,43 điểm, tiến về vùng giá 1.154 điểm, độ rộng vì thế không còn đẹp, với 191 mã tăng trên 233 mã giảm. Ngoài bất động sản, dầu khí cũng tăng nhẹ 0,29%, còn lại ngân hàng giảm 0,16%, chứng khoán giảm 0,35% và vật liệu xây dựng giảm 0,80%. Ở nhóm ngân hàng cũng cho thấy sự phân hóa sâu sắc giữa những cổ phiếu được dự báo lợi nhuận tăng trưởng tốt vẫn duy trì được sắc xanh như VCB tăng 0,97%, góp 1,18 điểm cho thị trường, BID tăng 0,32%, ngược lại TCB, VPB, TPB là những cổ phiếu được dự báo lợi nhuận giảm giá cổ phiếu đảo chiều giảm lần lượt 0,94%, 1,26%, 0,82%. Nhóm thép HPG giảm 1,1% trong bối cảnh dự báo lợi nhuận vẫn tiếp tục giảm mạnh trong quý 2 năm 2023. Giá cổ phiếu giảm trên diện rộng trong khi thanh khoản không cao, giảm so với phiên trước ba sàn, khớp lệnh chỉ khoảng 19.200 tỷ đồng, cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn còn khi cầu chưa sẵn sàng ở vùng giá hiện tại. Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm tiêu cực khi bán dòng mạnh 440 tỷ đồng, chủ yếu xả STB, DGC, VRE và chính thức bán dòng HPG sau khi mua dòng hơn 5.000 tỷ đồng từ đầu năm.